Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên khoảng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong các video lần trước về tên khủng long và động vật cổ đại, chúng ta biết rằng có rất nhiều danh phép dài loang ngoằng và khó đọc, đến nỗi chúng ta cũng không hiểu tại sao họ lại phải đặt ra những cái tên mà đọc xong muốn đi chấn thương chỉnh hình nắn lại lưỡi để làm gì. Tuy nhiên rất may là không phải nhà cổ sinh vật học nào cũng thích những cái tên dài như vậy. Và ngày hôm nay, hãy để tôi chữa lành cho những tâm hồn đã và đang bị tổn thương vì mớ tên rối như mớ bong bong của các video hôm trước bằng những cái tên khủng long ngắn nhất trong lịch sử. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu tiên, Igai. Igai là một chi khủng long thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria, sống vào thế phân trắng muộn ở Ai Cập. Tên của nó, Igai, được lấy theo tên của một vị thần bí ẩn được thờ phong quanh các ốc đảo Dakla và Kaka trong thời kỳ cổ vương quốc của Ai Cập. Danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Igai Shemku, trong đó Shemku có nghĩa là bị lãng quên trong tiếng Ai Cập cổ đại, ám chỉ lịch sử phức tạp của mẫu vật cũng như sự phân hệ tương đối gần đây của các loài động vật có xương sống trên cạn từ châu Phi lục địa. Igai là một chi khủng long có kích thước trung bình với chiều dài ước tính từ 10 đến 15 mét. Nó có cấu trúc cơ thể mảnh mai hơn so với nhiều khủng long hộ pháp khác với các đặc điểm độc đáo và xương chi. Hóa thạch của nó được tìm thấy trong hệ tầng Cusia, một trong số ít các hệ tầng bảo tồn hóa thạch động vật có xương sống trên cạn từ kỳ phân trắng muộn ở Bắc Phi. Việc phát hiện ra Igai đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự phân bố và tiến hóa của các loài khủng long hộ pháp ở châu Phi, cũng như mối quan hệ giữa khủng long ở châu Phi và châu Âu trong thời kỳ này. Haiya. Nghe hai tiếng Haiya này tôi lại nhớ tới một YouTuber nổi tiếng là Uncle Roger. Nhưng đó cũng là tên của một chi khủng long Neo-Onisitia sống vào thời kỳ thế phân trắng muộn ở Mông Cổ. Tên của nó, Haiya, thật ra được đặt theo tên của vị thần Haiya Griva trong Hindu giáo, một hóa thân của thần Vishnu với cái đầu ngựa. Cái tên này phản ánh hình dạng hộp sọ dài giống đầu ngựa của Haiya và sự xuất hiện của vị thần này trong nghệ thuật Phật giáo của Mông Cổ. Danh pháp hai phần đầy đủ là Haiya Griva, ghép lại thành tên đầy đủ của vị thần. Mẫu đình danh của Haiya bao gồm một hộp sọ hoàn chỉnh và được bảo quản tốt, cùng với một số phần xương thân liên quan. Ngoài ra còn có nhiều mẫu vật khác với mức độ hoàn chỉnh khác nhau, trong đó có cả xương của con non chưa trưởng thành. Haiya là một con khủng long có kích thước nhỏ với chiều dài ước tính khoảng 1,5 m cho đến 2 m. Nó có cấu trúc cơ thể nhẹ nhàng và nhanh nhẹn với các đặc điểm giúp nó thích nghi với cuộc sống ở trên mặt đất. Một trong những mẫu vật của Haiya còn bảo tồn một khối lớn các viên đá dạ dày, cho thấy nó có thể đã sử dụng chúng để giúp tiêu hóa thức ăn. Tawa. Một cái tên có 4 chữ cái khác và cũng là tên của một vị thần, đó là Tawa. Chi khủng long Theropod sống vào thế tam điệp muộn khoảng 215 triệu năm trước tại khu vực hiện nay là New Mexico, Hoa Kỳ. Tawa là vị thần mặt trời trong văn hóa Hopi, một tộc người bản địa ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Tawa Halley, được dùng để vinh danh Ruth Hall, người sáng lập bảo tàng cổ sinh học ở Ghost Ranch. Tawa được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2004 tại mỏ đá Hayden ở Ghost Ranch, New Mexico. Hóa thạch của nó bao gồm một bộ xương gần như hoàn chỉnh của một cá thể chưa trưởng thành, cùng với hóa thạch của ít nhất 7 cá thể khác. Những hóa thạch này được bảo quản rất tốt, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết về cấu trúc cơ thể cũng như tiến hóa của chi Tawa. Tawa có chiều dài ước tính khoảng 2,5 m và nặng khoảng 15 kg. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Tawa chính là sự hiện diện của các túi khí ở cổ, cho thấy rằng các túi khí dạng này có thể đã tồn tại trước khi xuất hiện các loài Neotheropoda và có thể là đặc điểm nguyên thủy của các loài khủng long không thành lằn. Shri. Shri là một chi khủng long nhỏ thuộc họ Dromaeosauridae, sống vào thời kỳ phân trắng muộn khoảng 72 cho đến 71 triệu năm trước tại khu vực là Khunsan, Mông Cổ ngày nay. Tên của nó, Shri, bắt nguồn từ Shri Devi, là một tên gọi khác của Panden Lamo, tiếng Trung gọi là Cát Tường Thiên Mẫu, một vị thần trong Phật giáo và là biểu tượng cho sự bảo vệ và sức mạnh. Danh pháp đầy đủ của nó cũng là Shri Devi. Hóa thạch của Shri được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991 bởi Mark Norrell và các đồng nghiệp tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Mẫu vật này bao gồm một cá thể được bảo quản tốt với chân sau bên phải, xương chậu và một loạt các đốt sống ở cổ, lưng, xương cùng và đuôi. Ban đầu thì mẫu vật này được cho là thuộc về loài Velociraptor mongoliensis, nhưng sau đó được xác định là một chi mới và được đặt tên là Shri Devi vào năm 2021. Shri có nhiều đặc điểm giống với Velociraptor và cả hai được xem là những danh pháp chị em với nhau. Việc phát hiện và nghiên cứu Shri đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về giải phẫu, cũng như sự tiến hóa của các loài khủng long thuộc Dromaeosauridae, cũng như sự đa dạng và phân bố của chúng trong thời kỳ phân trắng muộn ở Mông Cổ. Maip.
Mahip có lẽ là cái tên đáng sợ nhất trong danh sách này. Đó là một chi khủng long thuộc nhóm Megaraptor, sống vào thế phân trắng muộn khoảng 70 triệu năm trước, tại khu vực hiện nay là tỉnh Santa Cruz ở Argentina. Tên của nó, Mahip, được lấy từ một nhân vật ác quỷ trong thần thoại của người Aoniken bản địa ở Patagonia. Nhân vật này được mô tả là bóng tối của cái chết và giết chết bằng gió lạnh trong dãy núi Andes. Danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Mahip Macrothorax. Trong đó Macrothorax xuất phát từ tiếng Hy Lạp Macros có nghĩa là lớn và tiếng Latin Thorax có nghĩa là ngực, ám chỉ đến khoang ngực rộng lớn của loài này. Mahip có kích thước ước tính khoảng 9-10 mét, có thể là loài Megaraptor lớn nhất từng được phát hiện. Hóa thạch của Mahip được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2019, bao gồm các đốt sống, xương sườn, xương chậu và một số phần xương khác được bảo quản khá tốt. Mặc dù hóa thạch không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là một trong những bộ xương Megaraptor đầy đủ nhất từng được tìm thấy. Mahip là kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó, với móng vuốt sắc nhọn và cong dài khoảng 40cm trên mỗi bàn chân trước. Nó sống trong một khu rừng nhiệt đới, nơi có nhiều loài động vật khác như ếch, rùa, cá, chim nhỏ và động vật có vú. Việc phát hiện ra Mahip đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về sự tiến hóa và phân bố của các Megaraptor, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái cổ đại. Zool. Nếu các bạn theo dõi Mê Khủng Long TV đã lâu thì chắc sẽ không xa lạ gì với Zool, hay đầy đủ hai phần là Zool Cruivastator, kẻ hủy diệt ống đồng. Zool sống cách đây 75 triệu năm trước, tức vào thế phân trắng muộn, tại khu vực hiện nay là bang Montana ở Bắc Mỹ. Tên chi của nó được lấy cảm hứng từ nhân vật ác quỷ và bán thần Zool, người giữ cổng của Gozer, trong bộ phim Ghostbusters vào năm 1984. Còn tên loài dịch ra có nghĩa là kẻ hủy diệt ống đồng. Cái tên này dùng để chỉ giả thuyết cho rằng Zool cũng như các loài cùng họ Ankylosauridae sử dụng đuôi chùy để đập vào chân các loài khủng long săn mồi, gây chấn thương cho ống đồng. Mẫu định danh của Zool là một bộ xương gần như hoàn chỉnh, bao gồm cả hộp sọ và đuôi, được phát hiện vào năm 2014 tại hệ tầng Judith River ở Montana. Đây là mẫu vật giáp long đuôi chùy hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở Bắc Mỹ, cung cấp nhiều thông tin quý giá về cấu trúc và sinh học của những con khủng long này. Zool có chiều dài khoảng 6 mét và nặng khoảng 2,5 tấn. Nó có lớp giáp bảo vệ dày và đuôi có chùy lớn, dùng để chống lại các loài săn mồi. Cái tấm giáp bảo vệ của Zool cũng được bao phủ bởi một lớp keratin, giống như móng tay của con người, giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Và với cái đuôi chùy to bằng một cái lò vi sóng nhỏ và cực nặng, nó sở hữu một thứ vũ khí tự vệ mà bất kỳ con khủng long ăn thịt nào cũng phải dè chừng nếu không muốn chống nạn cả đời. Khôn. Con khủng long này mà đi livestream ở Việt Nam thì chắc đắt hàng lắm. Đó chính là Khôn, đọc theo kiểu Việt Nam là KOL, một chi khủng long theropod con niên đại phân trắng muộn, sống cách đây khoảng 75 triệu năm trước. Tên chi của nó có nghĩa là chân trong tiếng Mông Cổ, còn tên loài là Guva, có nghĩa là đẹp, túm lại là chân dài và đẹp. Đã là Khôn mà còn chân dài và đẹp thì tha hồ mà làm idol top top. Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên này là bởi hóa thạch của nó có cấu trúc chân đặc biệt và đẹp mắt. Mà thật ra thì mẫu định danh của nó cũng chỉ có một bàn chân mà thôi. Mẫu vật này được khai quật từ hệ tầng Jadotha và do sự không hoàn chỉnh của nó mà các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc xác định xem nó thuộc họ khủng long nào. Ban đầu thì Khôn được xếp họ Alvarezsauridae, nhưng một số nghiên cứu sau đó cho thấy nó có thể không thuộc họ này mà có quan hệ gần gũi hơn với Avimimus trong nhóm Oviraptorosauria. Từ hóa thạch thì các nhà khoa học ước tính Khôn dài từ 1,8-2,4 m và nặng khoảng 20-24 kg. Nó có thể là một con khủng long có tốc độ chạy nhanh nhờ cấu trúc xương giúp da cố bàn chân khi xương bàn chân giữa bị kẹt chặt bởi các xương bên ngoài. Zabi. Tất nhiên, không phải cứ tên ngắn là dễ đọc. Cha như Zabi, một chi sauropod thuộc nhóm Turiasauria đến từ Bồ Đào Nha, sống cách đây khoảng 150 triệu năm trước. Tên của nó được lấy từ ba chữ cái đầu trong tên của nhà địa chất học George Zabijewski, người đã nghiên cứu về địa chất và cổ sinh vật học của Bồ Đào Nha. Danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Zabi Atlanticus, trong đó Atlanticus ám chỉ đến vị trí phát hiện hóa thạch gần đại Tây Dương. Con khủng long này được biết đến từ một bộ xương không hoàn chỉnh, bao gồm một chiếc răng, một mảnh vòm thần kinh cổ, một xương vỏ mạch máu trước, một bộ xương vai và trí trước gần như hoàn chỉnh. Hóa thạch của Zabi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1996 tại miền Trung Tây của Bồ Đào Nha. Ban đầu thì các nhà khoa học cho rằng hóa thạch này thuộc về loài Turiasaurus riodevensis, nhưng sau đó đã xác định nó là một chi mới và đặt tên là Zabi Atlanticus vào năm 2014. Zabi có chiều dài ước tính khoảng 16-18 m, là một trong những chi khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Bồ Đào Nha. Nó được cho là có quan hệ gần gũi với Turiasaurus từ Tây Ban Nha, dựa trên hình thái răng và các đặc điểm khác của chi trước. Mây. Và đây là cái tên dễ thương nhất ngày hôm nay. Mây là một chi khủng long nhỏ thuộc họ Torontidae, sống vào thời kỳ phân trắng sớm khoảng 125 triệu năm trước, tại khu vực hiện nay là tỉnh Liêu Ninh ở Trung Quốc. Tên của nó xuất phát từ tiếng Trung, Hán Việt có nghĩa là mây, nghĩa là buồn ngủ, còn tên loài long đương nhiên có nghĩa là rồng.
Cái tên rồng buồn ngủ xuất phát từ tư thế như đang ngủ của hóa thạch khi nó được phát hiện vào năm 2004 tại hệ tầng Nghĩa Huyệt. Bé khủng long đáng yêu này chỉ dài 53cm nhưng là một cá thể chưa trưởng thành. Nó đang ở trong tư thế mõm nằm dưới một trong các chi trước và chân ngập gọn dưới cơ thể, tương tự như tư thế ngủ của các loài chim hiện đại. Do đó, đây cũng là một hóa thạch chứng minh mối liên hệ giữa khủng long phi điểu và chim. Gì? Và cuối cùng, cái tên không ai có thể đánh bại được về độ ngắn trong thế giới khủng long, đó chính là gì? Kể cả khi lấy danh pháp hai phần đầy đủ là Di Trì, thì cũng không loài khủng long nào có thể vượt qua được nó, bởi nó chỉ có tổng cộng 4 ký tự mà thôi. Cái tên này có ý nghĩa là rực kỳ hay đôi cánh kỳ lạ, bởi dù là khủng long và nằm trong một nhóm có quan hệ gần gũi với chim hiện đại, cũng có cánh, nhưng đôi cánh của Di Trì lại được cấu tạo từ màng da và trông giống cánh rơi hoặc cánh rực long hơn. Di Trì được biết đến từ một mẫu hóa thạch duy nhất, bao gồm một bộ xương không hoàn chỉnh của một cá thể trưởng thành được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và có niên đại khoảng 160 triệu năm, tức vào thế Jura muộn. Hóa thạch này được bảo quản rất tốt với các chi tiết về xương và mô mềm. Di có kích thước nhỏ với chiều dài ước tính khoảng 60cm và nặng khoảng 380 gram. Ở chi trước thì ngón tay thứ ba kéo dài và một xương dài gọi là thanh châm gắn vào cổ tay giúp hỗ trợ một mảng da như cánh rơi. Chúng có thể sử dụng đôi cánh kỳ lạ của mình để bay hoặc lượn trong những khu rừng cây cối dày đặc, nhưng có lẽ không thể bay tốt như chim. Vâng, vừa rồi là toàn bộ 10 cái tên khủng long siêu ngắn, siêu dễ nhớ mà bạn có thể thuộc lòng chỉ sau một lần nghe. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.